Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh của một người được cho là sư thầy cùng thông tin tài khoản ứng dụng hẹn hò Tinder của người này. Đây là một ứng dụng tìm kiếm bạn đời được rất nhiều những bạn trẻ hiện nay ưa chuộng, nên không khỏi ngạc nhiên khi một người xuất gia lại tham gia hưởng ứng. Tài khoản này tự xưng là xuất gia ở chùa Bề Đề, Long Biên, Hà Nội. Bên dưới thông tin còn có đoạn ghi chú đậm chất tu hành: Nam mô Bổn sư Đồng Chí Thích Ca Mâu Ni Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc, cuộc đời sắc sắc không không, sao em vuốt thẳng cộng lông làm gì? Đáng nói hơn, còn phải kể đến hình ảnh về cuộc trò chuyện của sư thầy đối với đối tượng trên mạng. Khi được hỏi chốn thanh tịnh thầy không ở, lại đi đến chỗ này làm gì ạ? Người này trả lời, ngũ giới không cấm dùng Tinder, có những dòng tu tự mình phải vào địa ngục. Bài đăng chỉ mới xuất hiện trong vòng một thời gian ngắn, nhưng đã nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác của dân tình. Nhiều người cũng cho rằng tài khoản này thực chất chỉ là giả mạo nhằm gây sự chú ý. Phía dưới, người dùng mạng cũng tỏ ra thái độ bức xúc trước hành động đem hình ảnh sư thầy để tham gia ứng dụng hẹn hò này. Việc làm của tài khoản Tinder này là một điều khiến nhiều người phải bức xúc, đặc biệt là những ai theo đạo Phật. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi dưới phần bình luận nhé!